Xin chào anh em, sau đây mình giờ giới thiệu cho anh em con game Chiến Ninh này. Thì cái mục đăng ký tài khoản thì mình sẽ để bên dưới cho anh em. Sau đây là mình trải nghiệm game thôi. Con game này thì không cần phải suy nghĩ rồi anh em. Đẹp. Công săn tìm em nó mấy ngày hôm nay đấy, giờ mới có thể chơi được tí. Anna này. Anna. Rồi, mình vào mình đánh nào. Ra kết quần áo luôn. Đủ game đẹp quá anh em. Vãi cả hẹn hò này. Hẹn hò, hẹn hò 1, hẹn hò 2. Mình đang xem nào. Nếu anh em thấy hay cho mình xin một like đăng ký kênh nhé.
có con game hay là phải chia sẻ luôn cho anh em xem. Mấy cái này khó hiểu nha. Cào. Ui giời. Cái đường kia nó kéo sạch 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 nghe. Đúng là âm thanh game Nhật của khác anh em ạ. Con này nó ra chưa? Ui khỏe đấy anh em ạ. Anh em nhớ cho mình xin một chia sẻ, một like, đăng ký kênh nhé. Đủ game là hay anh em ạ. Game H5 nhưng mà quá hay luôn. Trăm hồng ngọc này. Never. Tiếp tục nè. Vào cái vòng gì luôn anh em ơi. Nào, mình tiếp tục mình đánh nào. Ui, gái đẹp thế. Úi giời ơi. Ba mươi coin anh em ạ.
tiếp nào. Tiếp nào, mình nhận hết dương nào. Úi giời, 200 hồng ngọc nữa này. Ui, đánh tiếp này anh em ơi. Trường học sự kiện kia để cho ta chú ý tới chiến ninh người người nhà cũng có thể là chiến ninh đâu. Người nói là tiểu dạ tử cùng tiểu bách hợp sao? Ta lại cảm thấy các nàng là tương đối hy hữu ví dụ. Xác thực có thể là dạng này, nhưng ta nghĩ tại chiến ninh phụ cận cũng có khả năng sẽ tụ tập chiến ninh, cho nên nói nếu như trên đường tìm kiếm có lẽ sẽ có còn gặp được chiến ninh cũng khó nói. Là có khả năng không sai rồi. Ân ác ôn. Ta đúng vậy, ta đúng vậy. Các ngươi là ai? Ta nói vừa xong, một bộ phận vây quanh chúng ta nam tử nhường cho một con đường ra đi. Đi ra một vị nếp xưa nam tử đi vào trước mặt của chúng ta. Cái này mình sẽ không đọc nữa. Tham gia đánh nào. Con kia nó cầm cái mẹ cầm côn vụt kìa. Mày mất dạy này, lưu manh này. Con này chân dài thế anh em ạ. Toàn gái này gái. Ui. Let's go!
Có cái thằng Zuko này nó đấm cả. Úi mình chưa úp, yếu quá. Rách quần rồi nha. Anh em thấy anh cho mình xin like đăng ký kênh nhá. Ủa nó đập kìa. Ủa rồi viết viết anh em tự tìm hiểu nhé. Lại còn tảng cao 1m63 nữa, nhìn ngon thế. Quay lại nào, back nào. Đây mình không biết là cái gì luôn. Chơi thử một cái nào. Ôi mở ra xem nào. Úi giời. Đẹp anh em ơi. Wow, xuất sắc. Tuyệt vời luôn anh em. À, đánh nào. Ui một con bé cao 1m65 kìa. Đánh nào. Con này cao 1m65cm này.
đập đá các kiểu, nó cầm côn nó đánh. Rồi ok, vậy mình cũng xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại anh em video sau. Nhớ đăng ký, like, chia sẻ. Bye bye.